tình trạng người dân vi phạm nồng độ cồn không chấp hành kiểm tra vẫn tái diễn ở nhiều địa phương gây bức xúc dư luận mới đây nhất tại quận hà đông cơ quan cảnh sát đang phải xử lý một nam tài xế ô tô camry không chấp hành đo nồng độ cồn thậm chí đối tượng này còn khoe quen biết nhiều cơ quan báo chí dọa hành hung tài xế xe cầu nếu dám động vào xe của mình Hồi 21 giờ ngày 29 tháng 9, tổ công tác kiểm tra chéo thuộc phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện lưu thông trên đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông. Quá trình làm việc, tổ công tác dừng kiểm tra ô tô Camry mang biển kiểm soát 30G053XX, trên xe có hai người đàn ông, người cầm lái có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia. Ngay sau khi dừng xe, tổ công tác thông báo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời yêu cầu người điều khiển ô tô chấp hành kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Nhưng khi xuống xe, tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, khai tên là NDD, sinh năm 1977 ở Yên Bái và có quen biết nhiều cơ quan báo chí. Người này cũng hô hào người dân quay giúp video phát trực tiếp lên mạng xã hội. Khi tổ công tác yêu cầu công an phường La Khê điều khiển xe cầu đến để đưa ô tô về nơi tạm giữ, lái xe Camry chỉ mặt tài xế xe cầu dọa đánh nếu dám làm nhiệm vụ. Sau đó, người này bỏ đi. Tổ công tác đã niêm phong ô tô Camry lấy lời khai nhân chứng, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định. Việc bỏ đi, không chấp hành đo nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của tổ công tác, đồng nghĩa với việc lái xe NDD sẽ bị xử phạt ở mức kịch khung, tương đương với hơn 40 triệu đồng tiền phạt.